Xin được hoan hỷ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị chúng ta có được cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính, đó là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tiền duyên gia đạo và sức khỏe, để chúng ta sẽ có được những luận giải này. Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã xây công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu theo từng năm của những quý vị gia chủ tuổi Hợi sinh năm 1983 mà luận giải. Và đồng thời, qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cũng sẽ tiết lộ cho quý vị, giúp cho quý vị có được những bước đi đột phá trong tháng năm âm lịch, và cùng với đó là những phương pháp hóa giải tử vi sao hạn cho quý vị gia chủ phải được mọi thứ hanh thông thuận lợi nhất có thể. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải về tử vi tháng năm âm lịch cho những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh đại hải thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc. Nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc cứ bất ngờ tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng là một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần một người có trách nhiệm yêu thương mình. Với người tuổi Quý Hợi, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của những người sinh năm 1983 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đi đúng hướng hơn. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng 5 âm lịch, gia chủ Quý Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022, bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó.
Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Sức khỏe. Xem tử vi tháng này, dù tuổi vẫn còn trẻ, nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe thì bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp và xương khớp, dạ dày hay đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng, có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống rượu cũng có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt, đối diện với những vấn đề trong cuộc sống đem đến. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng, về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có tình cảm với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ. Có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hạ Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với một số người tuổi Quý Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1983 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.